bật lửa điện tử, sản phẩm cải tiến của công nghệ. Bật lửa điện tử ra đời chứng minh cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại. Nếu bạn muốn tìm kiếm dòng bật lửa phong cách mới lạ cho bộ sưu tập của mình thì đây chính là lựa chọn thú vị. Cùng Ambe khám phá mẫu bật lửa này trong video dưới đây nhé! Thiết kế của bật lửa điện. Bật lửa điện sử dụng hệ thống tạo nguồn nhiệt được hoạt động nhờ vào điện được dự trữ trong khối pin của bật lửa. Muốn tạo lửa, bạn chỉ cần khởi động là sẽ có nguồn nhiệt để đốt cháy. Và khi hết điện, bạn chỉ cần sạc pin dễ dàng như các thiết bị điện tử khác. Thân bật lửa được làm chủ yếu từ nhựa ABS cao cấp, với nhiều kiểu dáng đa dạng và bắt mắt. Tiết kiệm, không cần châm nhiên liệu. Bật lửa điện sử dụng nguồn điện để tạo ra lửa, vì thế cho nên không cần tới nhiên liệu như xăng, dầu, ga. Khi hết, bạn chỉ cần nạp điện cho nó là được. Với nguồn điện sạc 5V thì chắc hẳn lượng điện nó tiêu hao không hề đáng kể nên bạn yên tâm nhé. Bật lửa điện tử dễ đánh lửa hơn. Bạn sẽ không còn phải chịu đựng việc quẹt đỏ tay mà bật lửa không lên mặc dù nhiên liệu vẫn còn. Với bật lửa điện tử thì chỉ cần khởi động nguồn đơn giản như bấm nút hay cảm ứng vân tay là bạn sẽ đốt được vật cần cháy ngay lập tức. Bật lửa điện có độ an toàn cháy nổ cao hơn. Khí ga từ bật lửa thông thường hoàn toàn có thể rò rỉ và gây nổ, nhưng đối với bật lửa điện thì bạn có thể yên tâm hơn về nó. Bạn không cần phải lo lắng vỏ bật lửa bị nuốt, khí ga tràn ra ngoài rồi phát nổ. Tuy nhiên, dù không có nguy cơ cháy nổ cao nhưng bạn vẫn phải để ý đến quá trình sạc điện của bật lửa. Không nên vừa dùng vừa sạc, tránh xảy ra những trường hợp xấu. Dùng làm quà tặng. Nếu bạn muốn mua bật lửa làm quà tặng cho bạn bè, người thân, thì có thể xem qua phiên bản bật lửa điện. Nó có mẫu mã và kiểu dáng cũng khá bắt mắt, không thua kém những dòng bật lửa kim loại tinh xảo. Nhiều loại còn có kiểu dáng rất độc đáo, màu sắc bắt mắt, rất thích hợp làm quà tặng. Đến đây chắc hẳn bạn đã hiểu hơn về chiếc bật lửa điện tử đặc biệt này. Nếu bạn quan tâm đến các phiên bản sản phẩm công nghệ này có thể ghé qua shop Ambe. Mong bạn tìm được mẫu bật lửa phù hợp nhất với cá tính riêng của bản thân. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!